cửa. Ai ở trong đó không? Mở cửa ra. Không mở cửa tôi báo công an đó. Nè, mở cửa ra không là tôi đi báo công an thiệt đó. Bọn này là bọn lừa đảo thiệt mà. Bây giờ tụi nó đổi khóa số hết trơn rồi. Mở cửa. Nè, hai ông bà làm ồn cái gì vậy? Tôi báo hai ông bà biết nha. Còn ở đây làm ồn, đừng có trách sao tôi xử độc ác. Sao? Ủa? Chú ở đây nói chuyện không? Ủa? Con làm gì mà ở đây vậy? Thì con cũng đi coi mua mấy căn hộ ở đây nè. Ủa? Ủa con nó bị gì vậy? Sao trùng hợp vậy? Chú với cái cô nãy á bị tụi nó lừa mua chung một căn hộ. Nó hẹn hôm nay là giao giấy tờ nè. Mà có thấy đâu. Đã vậy á, nó còn hăm dọa chú với cô nữa. Dạ thưa chú, 2 tháng nữa là bên con sẽ làm xong thủ tục rồi đưa sổ đỏ cho chú luôn. Chú cứ yên tâm, con làm việc lúc nào cũng đặt uy tín lên hàng đầu hết. Nhà này chú cũng vừa ý lắm. Hay là sang tuần á chú trả tiền cho con nha. Dạ. À chú, con có ý này. Chú mua căn hộ này là để đầu tư chứ chưa phải để ở. Vậy nhưng lúc mà mình chưa cần dùng tới á, hay là chú cho con thuê lại đi. Bên con đang cần thêm văn phòng để làm việc á. Rồi bên con có chỗ làm việc, mỗi tháng chú cũng có thêm tiền cho thuê nhà nữa. Như vậy đôi bên mình cũng có lợi, có được không chú? Ừ, vậy cũng được. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều. Con mời chú. Chú về nha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú. À, dạ cô, con mời cô vô, con đợi cô nãy giờ. Dạ rồi, cô vô xem nhà đi cô. Bữa nay á, chú với cô mới biết á là mình đã bị tụi nó lừa nè. Mà thôi con ơi, mình con mình đi về đi chứ thôi để hồi nữa tụi nó quay lại nó đánh á. Đi. Bữa giờ kiếm cũng được mấy con mồi, cũng hên á. Vậy là ổn rồi, Sài Gòn dễ kiếm tiền. Gì vậy? Điện thoại. Dạ alo em nghe chị. Dạ sao? Chị muốn hôm nay dọn về ở luôn hả? À, dạ không, không có gì hết. Được chứ? Dạ rồi, dạ rồi. Chị cứ để em sắp xếp xong đã rồi em báo chị nha. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ có gì em báo chị nha. Dạ. Sao tự nhiên muốn vô đột xuất vậy ta? Biết làm gì rồi chứ? Mấy này đơn giản mà. Để tôi. Nhà cửa gì đâu mà không thấy đường gì hết vậy nè. Tối thui à. Dạ anh, đây là những giấy tờ mà anh yêu cầu. Em đã làm những thủ tục này ở phường hết rồi, anh cứ yên tâm. Ừ. Không biết là khi nào anh sẽ chuyển về đây để ở ha? Thôi, tôi mua nhiều nhà lắm, chắc là không dọn vô ở đâu. Vậy anh có ý định cho thuê lại không? Mình sẽ kiếm được thêm một khoản. Không. Dạ. Khôn hồng
cút ra khỏi căn hộ, nếu không đừng trách tao làm ác. Ác ở nào? Vừa có tiền lại vừa có nhà, mày giỏi quá Hưng. Sao mày ở trong đây được hả? Mới đó không nhớ tao hả? Tao là người mua căn nhà này mà. Là sao? Đó là những giấy tờ bằng chứng phạm tội của mày. Mày nghĩ mày cử thằng xì ke đó tới làm được gì tao? Đàn em của mày khai hết rồi, bây giờ chuẩn bị ăn cơm tù đi nhóc. Lại mệt không? Anh tha cho em đi bà, tha cho em anh ơi. Dạ anh ơi, anh tha cho tụi em đi. Ở đây là nghĩa trang mà anh để tụi em ở đây là chết tụi em luôn. Ghê lắm anh, ở đây ma khóc quá. Ủa tụi mày biết sợ rồi hả? Dạ dạ. Tao thấy tụi mày thích giả ma hù dọa người ta mà. Em không biết em làm vậy nữa đâu. Ở đây chơi thì đêm đi, chơi mang lần cho biết. Dạ không, dạ không. Tha cho tụi em đi anh. Anh ơi, anh ơi, tha cho tụi em đi anh.